Tổ chức bảo vệ trẻ em thế giới UNICEF. UNICEF là một tổ chức bảo vệ và phục vụ trẻ em trên toàn thế giới. Tổ chức UNICEF ra đời vào năm 1946 tại châu Âu. Đó là thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Trẻ em phải chịu rất nhiều ảnh hưởng từ bom đạn, sự thiếu thốn, mất mát và khó khăn trong chiến tranh. Tổ chức UNICEF được thành lập để viện trợ khẩn cấp và bảo vệ các em trong suốt khoảng thời gian khắc nghiệt đó. Khi thế giới hòa bình, UNICEF vẫn tiếp tục hoạt động vì những mầm non tương lai, nhất là ở những nước nghèo, kém phát triển trên thế giới. Công việc của UNICEF là tuyên truyền về ý thức bảo vệ trẻ em, cung cấp thuốc, phòng chống các dịch bệnh, tổ chức các hoạt động lành mạnh cho trẻ em, bảo vệ môi trường và đẩy lùi tệ nạn lạm dụng sức lao động của trẻ em.